Vì bạn muốn tốt hơn, cho nên bạn mới học tập, bạn mới cố gắng, bạn mới nỗ lực để tốt hơn. Phải không? Nếu bạn không muốn gì cả, thì bạn cũng sẽ chẳng nỗ lực gì hết. Thế cho nên là mục tiêu là thứ bắt đầu cho tất cả. Mục tiêu có quan trọng hay không? Cho anh cái bảng lên. Mục tiêu có quan trọng hay không? Mục tiêu là thứ dẫn lối cuộc đời của bạn. Mục tiêu nó dẫn bạn đi đâu? Nó dẫn bạn đi đâu? Dẫn bạn đi đâu cả nhà? Dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn. Đây này, mục tiêu chính là cái chỗ này này. Được rồi, để đấy cho anh. Đầu tiên nhất, vì sao người ta kinh doanh 10 năm, 20 năm, 30 năm người ta cũng chẳng có gì? Có những người kinh doanh thời gian ngắn họ lại có. Vì đầu tiên này, họ biết cái thứ đó. Là tôi làm công việc của tôi với một mục tiêu rất là rõ ràng. Mục tiêu chính là cái đích đến. Bạn đã từng bao giờ biết đến một cuộc thi chạy chưa? Biết giơ tay. Thi chạy ấy, chạy bộ ấy. Rồi, nó sẽ luôn luôn có một cái điểm là mọi người cùng nhau xuất phát, gọi là điểm start. Và luôn luôn có một điểm nó gọi là đích. Có phải vậy không? Ở điểm xuất phát có cái cổng chào, mà đích đến thì nó cũng có cổng chào. Thế thì mọi thứ trên cuộc đời này sẽ luôn luôn có điểm xuất phát và đích đến, kể cả làm giàu cũng vậy, không khác một tí gì. Đích đến của bạn, điểm xuất phát của bạn là ở đâu? Điểm xuất phát thì ai cũng biết rồi, tôi đang ở đây, ngay bây giờ. Nhưng đích đến, mọi người thường không hề biết vì sao. Bởi vì mọi người không có cái đích đó, dẫn đến mù mờ và mình cứ làm thôi. Mọi người chỉ có biết cái gì cả nhà? Làm, cho nên là một, may mắn nó dẫn mình đi thẳng. Còn thông thường thì nó sẽ dẫn mình đi, có phải đi cong không? Có không? Ai đã từng thay đổi công việc rất nhiều lần rồi? Giơ tay. Đấy là đi cong đấy. Rồi bắt đầu là gì? Đi lên một đoạn rồi sau đó lại quay lại. Có không? Giống như việc là bạn ở Lạng Sơn đấy. Và bạn hôm nay đi học ở đâu cả nhà? Hà Nội. Thì nếu mình chỉ biết hôm nay đi học thôi mà không biết Hà Nội thì mình đi đâu? Thì cứ đi, còn đi đến đâu thì không biết. Nhưng nếu biết đi Hà Nội thì mình đi một phát là đến Hà Nội luôn. Vậy mục tiêu nó có quan trọng không? Có quan trọng không cả nhà? Rất quan trọng. Đấy, lấy chồng cũng thế thôi. Chồng phải đẹp trai, đúng không ạ? Phải có thu nhập 20 triệu, 30 triệu một tháng. Ví dụ đấy, con cả trong gia đình hoặc con thứ hai. Chồng mình phải vui tính. Đấy là mục tiêu của những người chưa lấy chồng. Đấy là có mục tiêu. Và khi đấy, họ làm quen với ai đó, họ bắt đầu mang mục tiêu ra để đánh giá. Và ông này đạt thì ok, không đạt thì nhẹ nhàng thôi, lướt cái gì. Đúng không ạ? Thì thôi, tìm đối tượng khác. Rất là rõ ràng. Nhưng vì mọi người không có mục tiêu, cho nên là mình sẽ bị cảm xúc nó lừa. Đúng không? Mấy thằng nó đến, nó không chỉ tiêu gì cả, nhưng nó cạ cạ vào mình cái, mình thấy à, khoái. Khoái thì sao nào? Khoái thì gật đầu, đúng không? Gật đầu xong sau này mới ở với nhau rồi mới thấy là ôi dồi má, nó không làm được cái việc gì cả. Một thân em làm hết, có ai không? Rồi đôi khi là chồng mình làm được thì lại không cho mình làm gì cả, ví dụ thế. Rồi có những người tính lại rất xấu, có yêu thì tốt tính lắm nhưng lấy về rồi tán cho suốt ngày, yêu thì nâng niu, đúng không ạ? Lúc về thì nâng đỡ, tức là đánh ngã xong lại nâng lên. Có không cả nhà? Đấy là không chỉ tiêu gì hết.
Thế tất nhiên là tình cảm thì ai mà biết được, phải vậy ông nào? Nhưng nó có cái tiêu chí thì nó sẽ tốt hơn. Người ta gọi là quản trị rủi ro. Ví dụ như tôi nha, tôi biết mình thấp bé nhạy cân, cho nên ước mơ của tôi sẽ là vợ chân phải dài. Đấy, từ nhỏ ấy. Rồi tôi phải chơi những người phụ nữ đẹp, tức là thích xung quanh mình phải là những người phụ nữ đẹp, bởi mình xấu. Bạn biết là từ nhỏ đến lớn là tôi không có chơi với bạn gái. Đến lớp 10 tôi mới bắt đầu là nói chuyện được với đứa bạn là con gái đầu tiên. Còn tất cả trước đấy là không bao giờ. Xấu hổ, ngại, mặc cảm rằng mình thấp bé, mình con nhà nghèo, mình xấu. Thế bạn sẽ thấy. Và rất nhiều người ở ngoài kia thì cũng thế. Có không? Chúng ta cũng giống như tôi ngày xưa ấy. Tôi cái may mắn là mình vì mình như thế cho nên mình cứ đặt mục tiêu ngược lại. Là sau này vợ phải chân dài nha. Bạn biết các thứ toàn là phải hàng sĩ thôi nha. Thì y như rằng là sau này nó y như vậy thật. Có phải vậy không? Và bạn biết vì sao những người đàn ông mà to cao đẹp dài thường lấy vợ xấu? Có đúng không? To cao đẹp dài thường lấy vợ xấu. Bạn cứ nhìn ít nhất trong giới nghệ sĩ giải trí đi. Nhìn xem, cứ nhìn xem, tôi nói không sai đâu. Chồng càng đẹp thì vợ càng xấu. Rồi là ông là càng to cao đẹp trai thì trí tuệ của nó càng ít đi. Bởi vì sao? Bởi vì là nó được lợi thế từ ngoại hình, cho nên nó làm cái gì nó cũng dễ. Dẫn đến cái sự cố gắng trong tư duy của nó là không quá nhiều. Tôi lại là thằng xấu, thấp bé, nhẹ cân. Thế tôi bảo bên ngoại hình bên chả có gì cả. Thì chỉ còn cái gì thôi cả nhà? Còn mỗi cái bên trong thôi. Đấy, cho nên là mình rèn luyện. Và cái đầu của mình được rèn luyện rất là sắc bén. Tôi học cũng nhanh. Tôi chơi thể thao cũng nhanh. Tôi làm cái gì cũng thuộc dạng khá và giỏi. Làm cái gì cũng vậy. Thế bạn thấy, đến cuối cùng thì sao? Kết quả nó dành cho người giỏi. Phải vậy không? Chứ nó không dành cho người đẹp. To cao đẹp dai mà không giỏi thì cũng vứt. Tất nhiên là xấu, thấp bé, nhẹ cân, không giỏi thì cũng vứt. Đấy, cho nên chung kết lại là chữ giỏi, còn bên ngoài nó là bổ trợ. Các bạn nha, ngoại hình có quan trọng không? Có quan trọng. Nhưng cái gì quan trọng hơn? Cái gì quan trọng hơn? Cái đầu, các bạn nha. Cái đầu, cái trí tuệ của chúng ta mới là quan trọng. Và cái gì để bắt đầu trí tuệ? Cái gì để bắt đầu trí tuệ? Đó là mục tiêu. Vì bạn muốn tốt hơn, cho nên bạn mới học tập, bạn mới cố gắng, bạn mới nỗ lực để tốt hơn. Phải vậy không? Nếu bạn không muốn gì cả, thì bạn cũng sẽ chẳng nỗ lực gì hết. Thế cho nên là mục tiêu là thứ bắt đầu cho tất cả. Bạn dạy con bạn dạy chồng bạn, cứ bắt nó phải làm thế này, bắt phải làm thế kia, mà không nói là cần làm để làm gì. Tức là không nói mục tiêu, thì họ sẽ có thái độ như thế nào cả nhà? Thái độ gì? Chống đối. Phải vậy không? Còn chúng ta nói với họ là mục tiêu, mình làm cái này để đạt được cái này đi, đạt được cái kia đi. Thì nó sẽ gì cả nhà? Nó sẽ làm. Tôi ví dụ như là con của tôi, nó bao giờ hay bỏ dở ăn, ăn hay bỏ dở. Thế tôi mới bắt đầu là đi ra ngoài đường, tôi thấy là những người mà vô gia cư ấy, nằm ở gầm cầu ấy, tôi chụp hình lại, tôi về tôi nói với con tôi. Con thấy những người này không? Họ đang nằm ở gầm cầu. Và nằm ở gầm cầu thì có nóng không con? Nó bảo nóng lắm. Có đói không? Nó bảo đói. Có ngủ ngon được không? Nó bảo không ngủ ngon, nằm ở đất mà, lấy đâu mà ngủ ngon. Mà con có muốn như thế không? Nó bảo con không. Thế mới để không muốn như thế thì phải làm gì? Người ta đang không có đồ ăn đây này, người ta đang đói bụng này. Mình có đồ ăn mà mình lại bỏ. Và những người mà nằm ở ngoài đó đều là những người không trân trọng đồ ăn. Và con không trân trọng thì con sẽ như thế. Thế đến bây giờ có bỏ được nữa không? Có bỏ được đồ ăn không? Không. Lúc nào mà nó no quá, nó không ăn được nữa, nó cứ cầm cái bát nó nhìn tôi.
ý là no lắm rồi, nhưng mà nói với tôi thì tôi sẽ bảo là ăn hết đi. Và đến lúc nó không ăn được nữa thì tôi bảo thôi được rồi, cất. Chứ không thể giống như ngày xưa là tùy tiện, ăn một hai miếng rồi sau đó là bỏ. Rồi đi học, sáng ra đi học, gọi mãi không dậy. Không đi học đâu, không đi học đâu. Không đi học, tôi này bảo, những người ở ngoài gầm cầu đều là những người không đi học. Rồi tôi bảo con biết về quê không? Con biết ở quê không? Bảo có, ở quê có nhiều con bò lắm. Con bò thì có cái gì không? Con bò thì có cứt bò. Và những người không đi học ấy, thì thường ở quê hót cứt bò. Thế để ba mua cho con đôi quang gánh nhá. Nó bảo để làm gì ba? Bảo để đi hót cứt bò. Nó bảo không, con không đi hót cứt bò đâu. Để không đi hót cứt bò thì phải làm gì? Thì phải làm gì cả nhà? Phải đi học. Thế thì lại phải vụng dậy, nhăn nhó vẫn cứ phải vụng dậy. Thì không bắt ép cái gì hết. Tất cả là phải đưa cho nó một cái gì cả nhà? Mục tiêu rất cụ thể. Không muốn ra ngoài đường thì phải ăn, đúng không? Không muốn về quê hót cứt bò thì phải học, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không có bắt ép học cái gì hết, chỉ đơn giản là đứng dậy đi học thế thôi. Mà còn không làm được nữa thì có làm được việc gì nữa. Thế đấy là mấy cách chúng ta đào tạo một người nào đó. Và với chúng ta có phải đào tạo mình không? Có đào tạo mình không? Có chứ. Chúng ta thì thường thích là lên mặt với đời, nhưng không bao giờ lên mặt với mình. Tức là thích dạy dỗ người khác, thích góp ý người khác, nhưng lại không bao giờ góp ý cho mình. Điều đấy đúng không cả nhà? Chỉ trích sai lầm người khác nhưng không bao giờ nhìn về sai lầm của mình. Dẫn đến thì nói thì hay thôi nhưng mà làm thì dở. Quay trở lại với chính cá nhân của mình. Bạn phải có những cái mục tiêu của mình thì bạn mới làm được. Còn bạn không có mục tiêu bạn không làm được đâu. Nhớ cái điều đấy nhé. Cũng giống như người ta, tôi cũng khởi nghiệp, tôi cũng kinh doanh, nhưng tôi không có mục tiêu gì cả. Dẫn đến tôi cũng chẳng làm ra cái gì hết. Đó các bạn, những người không có mục tiêu là như vậy. Thế cho nên, mục tiêu thì nhiều lắm. Nhưng đầu tiên phải là con số cái gì ạ? Phải là con số gì ạ? Phải là con số? To hơn phải con số? To hơn nữa? To hơn nữa? Rồi, 1 tỷ. 1 tỷ. 1 tỷ.